Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân hai xã Dương Quang và Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, vào cuối tháng 7 vừa qua, trên địa bàn bị mất nước sạch nhiều ngày, khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân hai địa phương bị đảo lộn. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn là đơn vị ký hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt cho hai địa phương trên. Ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng ngày 29 tháng 7 về tình trạng mất nước tại hai địa phương này. Gia đình ông Lê Văn Thanh ở thôn Phúc Miếu, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào phải quay trở lại sử dụng nguồn nước giếng khoan từ hơn một tuần nay. Mặc dù biết nguồn nước không đảm bảo nhưng vẫn phải sử dụng. Dù vậy, những ông Thanh vẫn cho là may mắn vì có nước để dùng. Nhiều hộ dân trong làng ông cuộc sống bị đảo lộn do không có nước sinh hoạt. Nhiều nhà là không có nước sử dụng. Cũng có nhà không có đi tắm nhờ mà có đi xin nước. Nhưng ông tôi lấy nước cũ đây, quay may có cái giếng khoan cũ mà nó bẩn như này vẫn cứ sử dụng chứ không là còn không có để sử dụng thôi. Cũng như gia đình ông Thanh, hàng trăm hộ dân trong xã Hòa Phong cũng phải chịu cảnh mất nước sinh hoạt nhiều ngày nay. Số ít hộ dân còn giữ lại giếng khoan từ trước, nay vận hành lại lấy nước sử dụng tạm thì đỡ khổ. Còn đại đa số người dân không có nước sinh hoạt, phải đi mua nước đóng bình hoặc đi xin dùng nhờ hàng xóm. Cuộc sống bị đảo lộn, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua. Trước kinh nghị của người dân về tình trạng mất nước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phong đã làm việc với đại diện công ty nước sạch Ngọc Tuấn về việc này. Từ khoảng một tuần nay, nhiều hộ gia đình không có nước để sử dụng nên bà con đến phản ánh ủy ban, và ủy ban nhân xã cũng đã nhiều lần trực tiếp gặp lãnh đạo công ty nước Ngọc Tuấn, đề nghị với công ty nước Ngọc Tuấn tiếp thu ý kiến của bà con nhân dân và khắc phục cái tình trạng thiếu nước. Lãnh đạo công ty và cũng đã có hứa là sẽ khắc phục, với lý do là thời gian vừa rồi có cái việc tu sửa đường ống cũng như là sửa chữa cái máy đẩy áp lực của cái khu vực Hưng Long. Cũng chịu chung tình trạng mất nước sạch kéo dài nhiều ngày và nhiều đợt, gia đình ông Đặng Văn Tú ở thôn Hiển Dương, xã Dương Quang phải tiến hành khoan giếng, xây bể lọc trở lại để có nước sinh hoạt. Theo ông Tú, chi phí tốn kém cả chục triệu đồng, nhưng cuộc sống sinh hoạt của gia đình đỡ bị ảnh hưởng mỗi khi bị cắt nước sạch. Từ đầu năm đến giờ là cắt của chúng tôi gọi là 3-4 lần rồi. Chúng tôi gọi là bây giờ lại phải khoan giếng, lại phải mua máy bơm gọi là đẩy lên tầng 3, tầng 2. Cho nên là rất là tốn kém. Gần đây nhất là lại không đảm bảo, quá trình kéo dài thì là cũng không có nước đẩy được lên tầng 2, tầng 3 và mất nước kéo dài. Thế cho nên người dân kéo đến là ý kiến rất nhiều, thì chúng tôi đã phản ánh trực tiếp với cả xã và đã có ý kiến để công ty nước sạch làm sao cố gắng nhanh chóng khắc phục và đảm bảo cho người dân. Làm việc với phóng viên về kiến nghị của người dân hai xã Dương Quang và Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, lãnh đạo công ty Ngọc Tuấn cho biết. Các nguyên nhân mà dẫn đến người dân không có nước thì có thể là từ phía sau của nhà khách hàng, các hệ thống đường ống rồi các hệ thống van phao cơ đấy, có thể là bị kẹt dẫn đến là cái việc mất nước. Đấy, công ty nước sạch Ngọc Tuấn ghi nhận hàng loạt các sự cố vỡ đường ống. Cụ thể là ngày 25 tháng 7, vỡ đường ống DL110 tại khu vực km 24+300 thuộc tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử. Ngoài ra tại khu vực Hòa Phong thì đơn vị thi công vẫn tiếp tục thi công triển khai làm, dẫn đến là gãy các cái hệ thống cút đấu nối vào các đồng hồ của hộ gia đình, cũng gây cho các thất thoát cho cái việc cung cấp nước cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, việc người dân hai xã Dương Quang và Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào nói riêng cũng như ở nhiều địa phương khác trong tỉnh nói chung bị cắt nước sinh hoạt do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong số đó là do trên địa bàn tỉnh cũng như tại các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông. Một số đơn vị thi công đã làm vỡ đường ống nước sạch dẫn tới việc cấp nước cho người dân bị gián đoạn. Chính quyền các địa phương các cấp cần tích cực vào cuộc chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khắc phục khi có sự cố xảy ra. Tới đây thì thời lượng mục ống kính phóng viên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.